Xin chào tất cả các mẹ. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các mẹ thêm một món cháo và thực đơn ăn dặm của bé. Đó là hôm nay mình sẽ nấu cháo trứng gà, phô mai và bí đỏ. Ở đây thì bí đỏ mình sử dụng một miếng đổ vào một khẩu phần ăn của bé, một miếng phô mai và một trái trứng gà. Đây mình sử dụng trứng gà áp, một trái trứng gà nhỏ, một chén cháo mình đã nấu sẵn. Bây giờ thì mình sẽ đi vào nấu cháo nhé. Đầu tiên thì bí đỏ các mẹ có thể mình hấp hoặc là mình luộc chín và rồi mình tán nhuyễn. Còn nếu không thì mình sẽ mài thì bí đỏ cho nhỏ, rồi mình cho nước vào mình nấu chín bí đỏ trước. Ở đây thì hôm nay mình sẽ mài nhé. Sau khi mình mài bí xong thì mình sẽ cho một lượng nước vừa đủ để mình nấu cháo, thì mình cho bí lên mình nấu trước để cho bí chín nhé. Bí đỏ mài thì nó cũng nhỏ nên là nó cũng rất là nhanh chín thôi. Mình nấu chừng khoảng 5 phút là bí của mình đã chín rồi. Mình sẽ cho cháo của mình vào nhé. Cháo mình đã chín sẵn rồi nên là mình chỉ cần bỏ cháo và mình quấy đều để cho cái cháo của mình với bí nó nhuyễn ra, và mình sẽ cho trứng vào nhé. Ở đây thì mình sử dụng trứng gà nên là nó rất là nhỏ thôi, nên mình sử dụng nguyên một trái cho một chén cháo lớn. Thì nếu mà các bé ở dưới 1 tuổi, các mẹ mà dùng trứng gà lớn thì mình chỉ cần dùng lòng đỏ thôi nhé. Đây gà mình dùng gà ác nên là nó trứng của nó chỉ bằng 1/2 cái trứng gà lớn thôi. Mình cho cái miếng phô mai của mình vào. Ở đây đối với món cháo trứng gà, mình chia sẻ với các mẹ một lưu ý, đó là mình thấy rất nhiều mẹ mắc sai lầm khi mà mình nấu cháo trứng cho bé, đó là trứng thì khi mà mình bỏ vào cháo như thế này, mình bỏ vào
thì mình các mẹ nhớ là mình phải đun sôi trên bếp ít nhất là 5 phút để cho cái cháo của mình nó chín kỹ, cái trứng của mình nó chín kỹ, nó không còn những cái vi khuẩn, nó nói chung là nó phải chín kỹ. Còn nếu mà mình để mình đun, mình chỉ mới bỏ vào mình thấy cháo nó trứng, cháo nó chín, cái trứng của mình nó chín nhưng mà thực chất là nó chưa chín kỹ, nên là các bé ăn các bé dễ bị đau bụng, hay là cũng có nhiều bé là nếu mà dị ứng với trứng, hoặc là các bé có cái thể trạng yếu là có thể làm dẫn đến bị ngộ độc. Nên là trứng thì mình cho vào khi mà mình nấu cháo sẵn, mình cho vào mình khuấy với cháo rồi mình đem nấu cũng được. Còn không thì nếu mà các mẹ để sôi trên bếp thì mình phải để sôi ít nhất là 5 phút nhé, để cho chín của mình, trứng của mình nó chín hoàn toàn đấy. Cái này là một lưu ý mà các bác sĩ người ta dinh dưỡng người ta hay chia sẻ về cái cách mà những cái sai lầm mà khi mà mình nấu cháo cho bé. Nên là mình cứ nghĩ là trứng là nó nhanh chín nhưng mà không phải, thực ra là không phải. Dù là trứng, thịt hay là tất cả các loại hải sản thì nó cũng phải cần cái thời gian nhất định để nó chín kỹ. Mà đối với bé khi mà bắt đầu tập ăn dặm thì mình nên kỹ. Đây là cháo của mình đã đun được khoảng 5 phút hơn rồi đó. Nó đã chín kỹ rồi. Đó, các mẹ thấy nó sôi lục bục mà nó sôi kỹ vậy thì nó đã chín rồi, mình tắt bếp đi nhé. Đối với cháo bé nhà mình ăn thì mình chỉ nêm thêm một chút nước mắm. Khi mà nó còn sôi thì mình cho thêm một xíu nước mắm vào. Đây, chỉ có khoảng 2-3 giọt bằng đầu đũa thôi nhé. Không thể thiếu được đó là dầu ăn. Dầu ăn là một trong bốn nhóm chất quan trọng. Dầu ăn là còn nằm trong nhóm chất béo rất là quan trọng đối với cái sự hấp thu chất dinh dưỡng trong cơ thể của bé. Vì vậy nên là một chén cháo đầy đủ thì phải gồm bốn nhóm chất tinh bột từ gạo, các cái củ quả, củ như là khoai lang, có một số loại tinh bột khoai lang, bắp hay là củ khoai mỡ, bé thì mình cũng rất là thích ăn, mình có thể chế biến từ những cái loại đó. Chất đạm thì các loại thịt, trứng và chất béo thì trong dầu ăn, và vitamin khoáng chất thì trong các loại rau củ quả, trái cây. Đây, mình đã vừa hoàn thành xong một chén cháo dành cho bé rất là thơm ngon. Trứng nấu với bí đỏ và mix thêm phô mai nhé. Bây giờ thì mình sẽ cho ra chén để cho bé nhà mình ăn. Đây, rất là nhanh chóng và đơn giản, mình đã vừa hoàn thành xong món cháo trứng nấu với bí đỏ mix phô mai dành cho bé. Thơm ngon và đầy đủ dinh dưỡng bốn nhóm chất dành cho cái sự phát triển của bé. Hy vọng là với món cháo bí đỏ mix phô mai, bí đỏ trứng nấu bí đỏ và mix thêm phô mai này thì các bé sẽ ngon miệng, và các mẹ sẽ có thêm cho mình làm đa dạng thêm thực đơn phong phú ăn dặm dành cho bé yêu nhé. Nếu có những cái ý kiến góp ý hay là những cái chia sẻ về kinh nghiệm nấu ăn, kinh nghiệm chăm sóc em bé và rất là nhiều những cái liên quan về nội trợ thì các mẹ có thể comment để chúng ta cùng thảo luận nhé. Video thực hiện món cháo trứng nấu bí đỏ mix thêm phô mai của mình dành cho bé đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các mẹ và các bé ở các video tiếp theo. Hãy like và đăng ký kênh để nhận được những video miễn phí và mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các mẹ ở các video tiếp theo.